Còn đây thì em cho anh xem về action nhé, cây Shinano No 35 đây. Về action của nó này, cần thẳng này, action là đúng tiêu chuẩn luôn này, không cần phải chỉnh gì, chỉ việc sử dụng thôi. Đây kích thước đây, cái vạch đen của dây số 6 ngăn 12 đây, đấy nó đúng tiêu chuẩn chưa, bấm nó rất nhẹ. Mà ngựa ở đây nó còn rất nhiều, sợ nhất là hết ngựa thì đến lúc nó action nó cao mình không mài xuống được nữa. Đây nó ngựa còn nhiều này. Cái đàn này về action em nhìn em biết là từ lúc mua giờ chắc nó vẫn không thay đổi gì, nó vẫn nguyên zin luôn. Đấy, lúc sản xuất ngựa nó cũng cao đến này. Đấy, và action nó vẫn phù hợp thế này. Đấy. Còn nếu như cây nào mà action bị cao ấy thì cái dây nó sẽ cao tít lên trên này, nó vượt tít lên trên này chẳng hạn, ví dụ đấy. Đấy. Nếu cao này thì vô lý, nhưng mà nó sẽ như thế này này, xong là ngựa nó hết không thể mài xuống được nữa thì mình bấm nó rất nặng. Còn cây này nó là chuẩn luôn, ngựa thì còn nhiều này, action đã chuẩn rồi, không cần phải chỉnh ngựa luôn. Âm thì em vừa test cho anh ấy, âm nó quá hay luôn. Video này em sẽ test cho anh cây đàn guitar Nhật Shinano No 35 made in Japan, Nhật Bản. Thì cây này gỗ cũng rất là tốt mà âm cực hay, bát chép rõ ràng hết, bát nó rất là trầm và sâu, chép thì nghe cũng sáng nổ vang. Bây giờ em sẽ test cho anh 6 dây buông này. Dây thì khá là cũ nhưng mà tiếng nó vẫn còn rất là vang. Nếu như thay dây mới vào thì nó còn hay hơn đấy rất là nhiều, bởi vì cái chất gỗ của cái đàn này nó tốt, nó thiết kế tốt, thùng cộng hưởng rất là vang. Đây thùng đàn đây, đàn vẫn nguyên vẹn, không có bị nứt bể vỡ ở đâu cả, chỉ là đàn đã qua sử dụng thì nó không còn mới đâu. Ngoại hình một cây những cái năm 1980 đến giờ như thế này là rất là đẹp rồi. 6 dây buông. Một số hợp âm. Cây đàn này cực hay nhé, nếu như nó chỉ mới một chút nữa thì bán 3 triệu hoàn toàn hợp lý luôn. Nhưng cây này tôi vẫn xếp vào hàng là cũng là cũ rồi. Nói là cũ nhưng mà nó không có bị trầy xước nặng nề ở đâu cả, mà nó chỉ là dùng lâu thì nhìn nó cũ màu thôi, nó không có bị bể vỡ ở đâu. Cấn thì có bị va chạm vết ở đây này, cũng nhỏ thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Khóa thì cực trơn nhẹ nhé, khóa rất trơn luôn. Đấy, cây này thì âm rất hay này, giải chép này. Cây này nhé, action ngựa còn nhiều nhé, mặc dù ngựa còn rất nhiều luôn, cực nhiều, nhưng mà action nó đã phù hợp rồi. Nếu như bạn muốn nhẹ bạn có thể hạ một chút nữa thôi, bởi vì action nó còn rất nhiều, không lo là bị cao action nhé. Giải chép đấy, âm thanh đấy, cây này hay, cây này ở mức giá này là quá hay đấy các bạn nhé.